Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 3375 hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó, đối với cơ sở giáo dục đào tạo hướng dẫn như sau. Đối với cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề trên địa bàn của các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cấp 1, cấp 2, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chủ động phương án cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn đi học trực tiếp, kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại cơ sở giáo dục theo quy định của cơ quan chức năng, tuyệt đối là không chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn của các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cấp 3, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xây dựng phương án cho trẻ em, mầm non, học sinh, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn đi học trực tiếp, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, thực hiện giãn cách theo quy định, không tổ chức các hoạt động tập trung ngoài trời, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Còn đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn của các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cấp 4, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quy định phương án và phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cho học sinh, sinh viên, học trực tuyến, học qua truyền hình. Những nơi học sinh không có điều kiện học trực tuyến thì tổ chức hướng dẫn các em học sinh tự học, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn, không có phương tiện để học tập. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu triển khai từ ngày 17 tháng 10 năm 2021, đến nay lực lượng y tế xã Thèn Xin, huyện Tam Đường đã tiêm hơn 600 liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi. Việc tiêm phòng được thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người dân. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Trong đợt này, xã Thèn Xin được huyện cấp 1.045 liều vaccine phòng COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, công tác tiêm chủng của xã đạt trên 60% kế hoạch. Đối tượng tiêm đợt này là người trên 18 tuổi và chưa tiêm mũi nào. Trạm y tế xã đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, không quản ngại đường xá xa xôi, đến các bản vận động người dân tham gia tiêm chủng. Hiện tại, việc triển khai tiêm vaccine tại trạm y tế xã thực hiện từ 7 giờ 30 đến 22 giờ tối, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Hôm nay được cán bộ xã mời xuống trung tâm để tiêm, thì tôi cũng hiểu về dịch bệnh là nguy hiểm, nên tôi tiêm để bảo vệ người trong gia đình và tất cả mọi người xung quanh. Nên tôi đã xuống trung tâm để tiêm. Hiện tại là tôi chuẩn bị tiêm và tâm lý rất thoải mái. Để việc tiêm vaccine phòng COVID-19 diễn ra an toàn theo đúng kế hoạch, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường đã tăng cường các y bác sĩ của trung tâm giúp trạm y tế xã Thèn Xin. Nhân viên y tế xã triển khai kế hoạch tiêm vaccine xuống tận các hộ dân, tiến hành rà soát, lập danh sách, tuyên truyền sự cần thiết của việc tiêm vaccine trong công tác phòng chống dịch. Phối hợp với các trưởng bản, thông báo thời gian cụ thể để người dân bố trí thời gian đi tiêm. Mặc dù là tất cả các bản rất là xa, đường đi khó lại, nhưng mà chúng tôi vừa tiêm, vừa vận động người dân đến tiêm. Thì trong tối hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục tiêm tiếp đến tầm 10 giờ đêm để làm sao đạt tiến độ. Và ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục tiêm vét nốt để đúng theo quy định. Quá trình tiêm vaccine cho người dân gặp một số khó khăn nhất định do trình độ dân trí hạn chế. Một số người cao tuổi không biết tiếng phổ thông. Vì vậy, các y bác sĩ mất rất nhiều thời gian giải thích, hướng dẫn, kiểm tra tiểu sử bệnh lý trước khi tiêm. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của mình, các y bác sĩ thực hiện tiêm theo đúng hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người dân. Là huyện khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu, trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, giáo dục của huyện Mường Tè đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, thực hiện quyết định số 861 QĐ-TTG ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã đạt nông thôn mới là xã vùng 1, đồng nghĩa với việc là năm học 2021-2022 có hàng trăm học sinh ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn không còn được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, bước đầu sẽ gặp phải khó khăn. Và đây cũng là nguyên nhân mà những ngày qua có rất nhiều các em học sinh, trong đó thì phần lớn là học sinh dân tộc Hà Nhì ở huyện Mường Tè đã không đến trường. Năm học 2020, xã Thủ Lũng, huyện Mường Tè về đích nông thôn mới. Theo đó, khi thực hiện quyết định 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, đồng nghĩa với việc từ năm học 2021-2022 này, học sinh các trường trên địa bàn xã sẽ không còn được hưởng các chính sách hỗ trợ như tiền ăn bán trú, học phí.
để người dân hiểu và tiếp tục cho con em tới trường khi chính sách hỗ trợ không còn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè, chỉ đạo các xã, các đơn vị trường học tăng cường tuyên truyền vận động bà con tiếp tục cho con em mình tới lớp, tới trường. Sau khi mà nhà trường đã đi vận động, đi trao đổi, thì các bậc phụ huynh đã hiểu ra và cũng đã dần đưa con em mình trở lại trường cũng cơ bản đầy đủ. Thì để khắc phục cái khó khăn trước mắt thì nhà trường vẫn đã đưa ra phương hướng đó là vẫn nuôi ăn các em học sinh. Tuy nhiên là nhà trường cũng đã tính một cách rất là căn kê chi tiết là làm sao để tiết kiệm nhất cho gia đình các em, và mỗi em khoảng 300.000 đồng một tháng. Thì với cái mức như vậy thì các gia đình cũng cơ bản nhất trí để đưa các em lại trường và nuôi dưỡng. Tất nhiên rất nhiều bà con nghĩ dù xã đã về đích nông thôn mới nhưng chính sách vẫn có thời gian kéo dài, tương tự như trường hợp ở thị trấn Mường Tè. Xã Bùm Nưa về đích nông thôn mới nhưng các em vẫn được hưởng các chính sách. Trên thực tế, thời điểm đó là chưa có quyết định 861 nên các em học sinh vẫn tiếp tục được hưởng các chính sách hỗ trợ do các xã này vẫn thuộc xã vùng 3. Sau ngày khai giảng, các trường học trên địa bàn xã Thu Lũng tổ chức họp phụ huynh thông báo về việc quyết định 861 có hiệu lực. Một số chính sách hỗ trợ cho con em đồng bào đi học sẽ không còn, nên rất nhiều phụ huynh thấy bất ngờ và lo lắng khi phải thực hiện việc đóng góp cho con em ăn bán trú. Ngay sau đó, đã có gần 300 học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở được phụ huynh đưa về nhà, không tiếp tục tới trường nữa. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã cùng với cấp ủy, chính quyền xã, giáo viên các trường học tới từng nhà tuyên truyền vận động bà con tiếp tục đưa con em mình tới trường. Đến thời điểm này, cơ bản gần 300 học sinh đã trở lại trường học. Về đối với bậc tiểu học thì chúng tôi cũng có giải pháp, cái đấy là cũng là tính là rất là tối ưu rồi. Thứ nhất là đưa học sinh về các điểm bản và chúng tôi tiếp tục cử giáo viên, cắt cử giáo viên và bố trí giáo viên về dạy các điểm bản là theo quy định là, và cái phương án đấy là tính toán là chúng tôi cũng đã về cơ sở vật chất thì chúng tôi đã tính toán các điều kiện về cơ sở vật chất tạm thời, nếu mà chưa có phòng lớp học thì sẽ mượn các cơ sở ví dụ như phòng nhà văn hóa của bản hay là san sẻ những cái cơ sở vật chất đối với bậc học mầm non để thực hiện công tác giảng dạy theo đúng, đảm bảo theo đúng kế hoạch. Còn đối với trung học cơ sở thì có công chí thì thực hiện là vẫn tiếp tục tuyên truyền đấy, với chính quyền địa phương để đưa học sinh ra lớp và có tìm các cái nguồn hỗ trợ từ các bên ngoài, các thầy cô đóng góp thế thì để nuôi dưỡng các em. Và cũng thời gian tới cũng tuyên truyền đến từng phụ huynh học sinh để đưa các em vào lớp theo đảm bảo theo cái chương trình học theo đúng kế hoạch. Thời gian tới để có thể khắc phục khó khăn, duy trì được học sinh ra lớp, Phòng Giáo dục huyện với chính quyền địa phương sẽ cố gắng để hỗ trợ trang thiết bị học tập, lương thực, thực phẩm ăn bán trú cho học sinh. Ngành giáo dục huyện tăng cường nguồn xã hội hóa, huy động từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với bậc tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã xây dựng phương án điều động giáo viên về các điểm trường, mở lớp học như trước đây. Vì về lâu dài, nếu nhà nước không còn chính sách hỗ trợ và việc huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục không đảm bảo duy trì thường xuyên, thì huyện cũng sẽ phải mở lại các điểm trường này, thay vì việc huy động học sinh ra các điểm trường chính học tập. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, triển khai các chính sách an sinh xã hội, cấp ủy chính quyền xã Làn Nhì Thàng, huyện Phong Thổ còn chú trọng triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu tình trạng các cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên, tảo hôn trên địa bàn của xã. Tuy nhiên thì đến nay, mặc dù số lượng các cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên cũng như là tảo hôn đã giảm dần, nhưng vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung của các địa phương trên địa bàn của huyện. Phản ánh chi tiết của nhà phóng viên thời sự về vấn đề này, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản Cung Mù Phìn, xã Làn Nhì Thàng hiện có 120 hộ với 665 nhân khẩu, đa phần đồng bào là người dân tộc Mông. Đây là một trong những bản có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên và tảo hôn tương đối cao của xã. Những năm trước đây, năm nào bản cũng có tình trạng này. Và tính từ đầu năm đến nay, bản đã có 3 trường hợp tảo hôn, 5 trường hợp sinh con thứ ba trở lên.
Mặc dù chính quyền bản đã thường xuyên kết hợp với các ban ngành đoàn thể của xã xuống tuyên truyền, tuy nhiên do nhận thức của người dân còn hạn chế, vẫn giữ những hủ tục lạc hậu, nên tình trạng này vẫn còn diễn ra. Năm trước thì nó có 6 cặp, năm nay thì có 3 cặp. Còn cái đẻ qua thứ 3 thì năm nay cũng có khoảng 5 cặp, 5 cặp là của đẻ thứ 3. Chính quyền bà thì thường xuyên tuyên truyền, nhưng mà vì là bà con ở trong cái dân tàu là nó cứ theo cái phong tục ấy. Là ví dụ như là nhà mà có con gái không có trai thì cứ cú đỉa như thế, có con trai không có con gái thì cứ cú đỉa như thế là mới dây rơi cái tình trạng này. Và thời gian tới thì chúng tôi sẽ tuyên truyền, và nhất là cái thế hệ trẻ bây giờ thì là người ta sẽ hiểu biết nhiều hơn, nó không như là cứ tự nhiên là anh thì bây giờ nó không thể hiểu được, vì người ta không biết chữ, người ta không được đi học nên không thể hiểu được, nhưng đã hiểu nhiều. Nhưng mà cái thế hệ trẻ bây giờ thì nó sẽ giả dần, nó sẽ tuyên truyền dần cho bà con. Bây giờ nó thấy cái trẻ mà bây giờ từ đủ 20 tuổi trở lên thì người ta được đi học, người ta được tuyên truyền thì người ta hiểu biết sâu hơn thì sẽ thực hiện tốt hơn. Xã Làn Nhì Thàng, huyện Phong Thổ hiện có 9 bản, 679 hộ dân trên 3.235 nhân khẩu, trong đó đa phần đồng bào là người dân tộc Mông, dân tộc Giao và dân tộc Hoa. Vài năm trở lại đây, trên địa bàn xã có rất nhiều cặp tảo hôn, tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng. Nhiều trẻ sinh ra không được chăm sóc đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt trong năm 2020, xã có 12 trường hợp tảo hôn, 27% số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên. Chỉ tính đến thời điểm này của năm 2021, trên địa bàn xã vẫn xảy ra 7 trường hợp tảo hôn, 4 trường hợp đang có dự định và 5 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Trong những năm qua thì trên địa bàn xã Lãnh Thàng thì tuy nhiên là xã vẫn tuyên truyền vận động bà con nhân dân, nhưng do là điều kiện là bà con nhân dân thì cái nhận thức hạn chế thì cũng khi mang trọng nữ thì là có gia đình thì có con trai thì muốn lựa thêm con gái thì có sinh ra để thêm thêm nhiều con. Thứ hai nữa là bà con thì muốn tạo điều kiện để thêm con để có người lao động trong gia đình, cho nên là vẫn trong năm qua thì vẫn xảy ra cũng rất nhiều cái nhiều trường hợp là đã xảy ra con sinh con thứ ba. Còn cái năm vừa giờ thì chúng ta đã thực hiện có họp triển khai cái kế hoạch do cho các tổ chức đoàn thể cùng phối hợp với các nhà trường để tổ chức các buổi nhà trường để tuyên truyền cho các cháu học sinh, ví dụ như cấp 2, cấp 3 mà đã lớn tuổi ấy, thì là cái thứ nhất là không được tảo hôn, thứ hai nữa là để ảnh hưởng đường gen của dòng họ và ảnh hưởng về kinh tế. Để giảm thiểu tình trạng này, Ủy ban Nhân dân xã Làn Nhì Thàng cần chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, trạm y tế xã và các bản tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về tác hại, hệ lụy của tảo hôn, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Bên cạnh đó, xã cũng tiếp tục tuyên truyền để người dân thay đổi các quan niệm, tư duy lạc hậu, cần quan tâm chăm sóc con cái, tạo điều kiện thuận lợi cho con em mình được học tập, vui chơi một cách tốt nhất. Chú trọng quan tâm, chung sức xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tập trung phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Trong những tháng đầu năm 2021, Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã đón tiếp gần 12.000 lượt tổ chức cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận mới 19.794 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 là 7.253 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 19.211 trên 21.279 hồ sơ, trong đó trả trước và đúng hạn 19.206 hồ sơ, đạt 99,9%, có 5 hồ sơ trả quá hạn. Trong kỳ, có 4.708 lượt đánh giá, có 4.554 rất hài lòng, đạt gần 97%. 154 lượt đánh giá hài lòng, đạt trên 3%.
Năm 2021, huyện Tân Uyên được đầu tư xây dựng 65 công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, vốn do tỉnh quản lý gồm 6 dự án, huyện quản lý 59 dự án, với tổng mức đầu tư trên 324 tỷ đồng. Nhằm giúp các đơn vị thi công có thêm nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng mục tiêu của dự án đề ra. Đến thời điểm này, huyện đã tiến hành giải ngân đạt gần 80% kế hoạch. Dự kiến đến hết ngày 31 tháng 12 sẽ cơ bản hoàn thành giải ngân nguồn vốn được phân bổ trong năm 2021. Đối với các đơn vị thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi, cũng đã tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành bàn giao các công trình cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển, cũng như giúp người dân có điều kiện mở rộng sản xuất. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.728 tỷ đồng, bằng 74,6% kế hoạch, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như là điện sản xuất 4.601 triệu kWh, tăng 5,3%, chè các loại 8.667 tấn, tăng gần 44%, gạch xây dựng 101 triệu viên, tăng gần 93% so với cùng kỳ năm trước. Có thêm 5 nhà máy thủy điện hoàn thành phát điện, nâng tổng số lên 27 nhà máy phát điện hòa vào điện lưới quốc gia. Ngoài ra có 5 nhà máy đã cơ bản hoàn thành, đang trong quá trình vận hành thử nghiệm. Hiện nay, huyện Sìn Hồ có 156 công trình thủy lợi, 269 km kênh mương, đáp ứng tưới tiêu 73% diện tích sản xuất gieo trồng hàng năm. Ngoài ra, huyện đã đầu tư 258 km đường trục nội đồng sản xuất, trong đó 20% được đầu tư cứng hóa và 38,9 km đường giao thông nông thôn cấp C. Những năm gần đây, huyện đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Các chính sách hỗ trợ tập trung vào khâu sản xuất, một phần phát triển hạ tầng sản xuất chè, lúa, ngô, mắc ca, cây ăn quả, nuôi cá lồng. Bên cạnh đó, còn có nguồn hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo, cận nghèo, chủ yếu là hỗ trợ giống và phân bón. Đến nay, tổng diện tích ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 980 ha. Thể tích bể nuôi cá nước lạnh gồm cá tầm, cá hồi đạt gần 18.600 khối. Thể tích bể nuôi cá lồng ước đạt trên 134.000 khối với 1.084 chiếc lồng, tập trung tại các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè. Trong tháng 10, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tự nhiên ước đạt là 247 tấn, trong đó sản lượng nuôi cá ao, nuôi cá lồng 208 tấn, sản lượng nuôi cá nước lạnh 9 tấn, sản lượng khai thác 30 tấn. Tuy nhiên, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản như là cá chấm, trôi, mè, chép, chiên, lăng, nheo Mỹ, rô phi, tầm, hồi chủ yếu tiêu thụ tại các chợ trong tỉnh. Lũy kế lượng cá tồn từ đầu năm đến nay còn khoảng 195 tấn, trong đó cá chiên, lăng, nheo Mỹ, rô phi tồn khoảng 136 tấn, cá tầm, hồi còn tồn 59 tấn, gây khó khăn cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo. Dự báo thời tiết ngày 21 tháng 10, thành phố Lai Châu nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh, vùng núi cao trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm từ 85 đến 97%. Mường Tè, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh, vùng núi cao trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Sìn Hồ, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh, vùng núi cao trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Than Uyên, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh, vùng núi cao trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm từ 85 đến 98%. Nậm Nhùn, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh, vùng núi cao trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%.
Tam Đường, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh, vùng núi cao trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm từ 85 đến 98%. Tân Uyên, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh, vùng núi cao trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm từ 85 đến 98%. Phong Thổ, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh, vùng núi cao trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%.